Chào tất cả mọi người, thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái vòng đeo tay ha. Mình làm bằng cái lá màu này nè, nó sẽ màu vàng nhìn rất là đẹp ha, rất là giống luôn. Đẹp và nó giống cái màu mà vàng á. Đây. Mình sẽ cắt nhỏ thôi nha. Mình đã góc ngược qua lớn này thì cái phần đầu nhọn này nè mình sẽ bẻ, mình sẽ buộc ha, buộc lại đó. Buộc được gì thì phần đây mình sẽ dùng cái kéo ha, mình sẽ cắt làm hai. Rồi mình được hai cái gì nè, mình sẽ quay cái này về trước một bên nè, mình sẽ phân hai bên gì nè. Ở đây mình sẽ tạo cái mối giật cái gì nè đó, còn cái này mình sẽ gặp lại nè, mình sẽ xỏ qua đây đó. Ở đây mình sẽ kéo lại. Tiếp tục ở đây nè, mình sẽ gặp lại nè, mình sẽ xỏ vô lỗ này. Rồi bên đây mình sẽ kéo xuống. Rồi tiếp tục bên đây mình cũng làm tương tự luôn, mình sẽ gặp lại, mình sẽ xỏ vào. Rồi mình kéo xuống. Bên đây đó. Rồi mình làm cái vòng này nữa, là mình đo vòng tay mình thấy vừa chưa, à còn một tí nữa, tiếp tục. Nè vừa nè, thì chỗ này á, đây nè, cái đó vừa rồi á, mình sẽ xỏ vào nè, như gì nha. À mình vòng thêm đầu mối nữa, kéo qua phần đầu dư này nè, cắt bỏ, mình sẽ kéo siết vào ha đó. Khi là mình vòng vô tay rồi á thì mình hãy siết gì ha đó. Rồi mình cắt tỉa nó, cắt ngang, cắt ngang là nó sẽ đẹp ha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem video hướng dẫn của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.